Thưa cử tri, đại biểu nhân dân và các bạn, ngày 23 tháng 11 năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐ-NG về phát triển chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020. Ngày 22 tháng 12 năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐ-NG về một số cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Qua thực tế cho thấy nghị quyết đã và đang đi vào cuộc sống, bước đầu phát huy hiệu quả tích cực. Qua đây góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn và nâng cao đời sống người nông dân. Trong chuyên mục tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân kỳ này, chúng tôi có phóng sự hiệu quả của nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp đến trong mục trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, chúng tôi trích nêu văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời ý kiến của cử tri các xã của huyện Vĩnh Tường về nội dung đề nghị tỉnh đầu tư di chuyển khu chăn nuôi ra khỏi khu dân cư và xử lý rác thải sinh hoạt. Sau đây là nội dung chuyên mục. Ngày 16 tháng 7 năm 2013, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐ-NG về phát triển chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020. Qua thực tế triển khai thực hiện, các nội dung nghị quyết đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, an toàn và lợi nhuận bền vững. Các mô hình xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng. Các nội dung dự án thuộc nội dung nghị quyết được triển khai rộng rãi đến nhiều hộ chăn nuôi thông qua hỗ trợ giống, vốn, thức ăn, quy trình kỹ thuật đã góp phần quyết định tốc độ tăng trưởng của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Đặc biệt, dự án hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi với đối tượng được hỗ trợ rộng đã góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Các công trình được hỗ trợ như xây dựng hầm khí sinh học bioga, bể lọc sục khí, đệm lót sinh học, dự án máy nghiền trộn thức ăn chăn nuôi đã giúp người nông dân giảm chi phí thức ăn đầu vào và nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Đồng thời, thông qua các dự án hỗ trợ, nghị quyết số 88/2013/NQ-HDNG đi vào cuộc sống đã thiết thực góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi. Từ đây giúp cho chăn nuôi của tỉnh phát triển ổn định và tạo điều kiện cho nhiều hộ chăn nuôi yên tâm mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất và sản phẩm chăn nuôi của tỉnh tiêu thụ thuận lợi. Cùng với việc ban hành nghị quyết số 88/2013/NQ-HDNG để đạt được mục tiêu đảm bảo tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, tăng tính cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống của người nông dân, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ngày 22 tháng 12 năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 201/2015/NQ-HDNG về một số cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Thay thế nghị quyết số 88/2013/NQ-HDNG về phát triển chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020. Nghị quyết ban hành nhằm khuyến khích tập trung tích tụ đất đai vào các tổ chức cá nhân có điều kiện, khả năng, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp. Thí điểm dồn thửa, đổi ruộng, tạo cơ giới hóa, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, hàng hóa tập trung, quy mô lớn để sản xuất hàng hóa có chất lượng. Thí điểm dồn thửa, đổi ruộng, tạo cơ giới hóa, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, hàng hóa tập trung, quy mô lớn để sản xuất hàng hóa có chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đồng thời tăng giá trị trên một đơn vị canh tác và tăng khả năng cạnh tranh của nông sản trong quá trình hội nhập để tăng thu nhập cho nông dân. Xác định kinh tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế. Những năm gần đây, huyện Tam Dương đã tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo hiệu quả và bền vững. Thừa kế những kết quả của nghị quyết số 88/2013/NQ-HDNG về phát triển chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020, huyện Tam Dương đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết số 201/2015/NQ-HDNG về một số cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Thực hiện nghị quyết 201 của Hội đồng nhân tỉnh ra ngày 22 tháng 12 năm 2015. Đây là một nghị quyết rất quan trọng, đã giải quyết được những bức xúc khó khăn, những vướng mắc trong quá trình sản xuất, phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Được bà con quần chúng, bà con nhân dân trong huyện đã hưởng ứng và tổ chức thực hiện triển khai. Thì sau khi được triển khai từ huyện ủy và ủy ban nhân huyện đã triển khai đến cán bộ chủ chốt của các xã trong huyện, quán triệt tinh thần nghị quyết,
giao cho phòng nông nghiệp trực tiếp là thực hiện các nội dung của nghị quyết. Có 26 nội dung thì sở nông nghiệp thực hiện 25 nội dung, 21 nội dung còn lại là phòng nông nghiệp là thực hiện là 5 nội dung. Kết quả đã triển khai là trong năm 2016 đã thực hiện được vụ xuân là 1.000 hecta và vụ mùa là 1.000 hecta giống thiên ưu tượng 8, và đã triển khai vụ đông xuân là 15 ha ngô biến đổi gen, và 9 hộ đã thực hiện cái nuôi cá chép lai ba máu với diện tích là 5,6 ha. Bước đầu thì thực hiện đã chuyển tạo ra bước chuyển biến tích cực trong cái việc thay đổi cơ cấu cây trồng trong huyện, đặc biệt là vấn đề giống lúa, giống ngô biến đổi gen và giống cá chép lai. Qua quá trình thực hiện thì trên địa bàn huyện về hai nghị quyết thì chúng tôi thấy rằng cũng có một số, nhìn chung là kết quả đạt được là đã khích lệ và cũng như tạo nên một cái sự chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện theo hướng tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Thực hiện nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐ-NG về một số cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản đã tích cực triển khai thực hiện nội dung về hỗ trợ các cơ sở sản xuất nông nghiệp thủy sản áp dụng quy trình sản xuất Việt Gáp. Thực hiện cái nghị quyết 201 của Hội đồng nhân tỉnh năm 2015 về một số cái cơ chế chính sách hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp, thì chi cục chúng tôi cũng được giao là thực hiện cái nội dung là hỗ trợ các cái cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản là áp dụng cái quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gáp để triển khai cái nội dung này. Thì đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã lựa chọn được 15 cái cơ sở sản xuất nông nghiệp chăn nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh để tức là có cái chuẩn bị triển khai thực hiện các cái công việc như đào tạo tập huấn cũng như là hướng dẫn các cái cơ sở này thực hiện cái quy trình sản xuất nông nghiệp Việt Gáp, cũng là một cái mà để làm cái tiền đề hình thành các cái chuỗi sản xuất cung ứng nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh có trên 120.000 con trâu bò, hơn 500.000 con lợn, hơn 8 triệu con gia cầm. Cùng với quá trình phát triển chăn nuôi, hiện nay ô nhiễm môi trường đã và đang là vấn đề bức xúc đặt ra với quá trình phát triển bền vững của nhiều địa phương trong tỉnh. Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐ-NG về hỗ trợ phát triển chăn nuôi, tỉnh đã kịp thời khắc phục thực trạng trên. Sau 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết, đã có 6.000 hộ được hỗ trợ xây dựng hầm bioga, 2.100 hộ tiếp cận được mô hình sử dụng đệm lót sinh học, giúp 50 hộ xây dựng công trình sục lọc khí để xử lý chất thải chăn nuôi lợn với quy mô lớn. Quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đã tích cực giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Đặc biệt, thông qua các lớp hướng dẫn tập huấn đã nâng cao được ý thức, nhận thức của người nông dân trong việc xử lý ô nhiễm môi trường để đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững. Kế tiếp nghị quyết 88 giai đoạn 2016-2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐ-NG về một số cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Trong đó tiếp tục thực hiện dự án xử lý chất thải trong chăn nuôi, Trung tâm khuyến nông khuyến ngư đã lên kế hoạch đề xuất những phương án thực hiện cụ thể. Trung tâm khuyến nông khuyến ngư lại tiếp tục xây dựng dự án hỗ trợ xử lý chất thải trong vòng 5 năm từ 2016 đến 2020 để thực hiện theo cái nghị quyết 201 của Hội đồng nhân dân. Thế thì đánh trước khi xây dựng dự án này thì trung tâm cũng đã khảo sát đánh giá là hiện nay vẫn còn 50% số hộ gia đình có chăn nuôi nhưng mà chưa có được cái công trình xử lý chất thải. Vì vậy cho nên là dự án nghị quyết 201 của Hội đồng nhân dân được đưa ra cũng đã có những nội dung về hỗ trợ xử lý chất thải trong chăn nuôi là rất là phù hợp với cái nguyện vọng của bà con nông dân. Thì với tinh thần của nghị quyết thì chúng tôi đã xây dựng dự án và đề xuất với tỉnh là quy mô hỗ trợ 5 năm tới sẽ là 14.000 hầm bioga và hơn 61.000 hộ sẽ được là hỗ trợ về cái làm đệm lót sinh học và khoảng 2
250 hộ sẽ được hỗ trợ về cái xây dựng cái bể sụp lọc khí. Thế thì cũng hy vọng rằng là với cái tinh thần quyết 201 là hỗ trợ cho cái việc thực hiện cái tái cơ cấu ngành chăn nuôi của tỉnh trên mọi phương diện và rất là đồng bộ, và cũng như là chúng tôi thấy là với nghị quyết này là hy vọng là ngành chăn nuôi sẽ phát triển vượt bậc đúng theo cái mục tiêu đề ra là tăng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp trong những năm tới. Tin tưởng nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐ-NC về một số cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 đi vào cuộc sống sẽ thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Qua đây góp phần tạo việc làm ổn định cho nông dân, cải thiện đời sống của dân cư nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại. Thưa cử tri, đại biểu nhân dân và các bạn, cử tri xã Tân Tiến, Ngũ Kiên và Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường đề nghị tỉnh đầu tư công nghệ cao vào lĩnh vực xử lý rác thải, hỗ trợ cho các hộ chuyển khu chăn nuôi ra khỏi khu dân cư, đảm bảo môi trường. Nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản trả lời như sau. Về việc đề nghị tỉnh đầu tư công nghệ cao vào xử lý rác thải, trong những năm qua, công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực xử lý chất thải nói chung và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng. Năm 2003, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn và sản xuất phân vi sinh với tổng vốn đầu tư khoảng 24,257 triệu đô la Mỹ từ nguồn vốn vay ODA của Hàn Quốc. Tuy nhiên, dự án này không triển khai được do không được nhân dân ở các địa phương đặt nhà máy. Xã Minh Quang, huyện Tam Đảo và xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch đồng tình ủng hộ. Trên cơ sở quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2020 đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các sở ngành tổ chức làm việc với các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư, quy mô, địa điểm xây dựng nhà máy, công nghệ và giá thành xử lý, nên đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh mới chỉ chấp thuận cho công ty cổ phần phát triển và xây dựng Phương Thảo triển khai dự án đầu tư xử lý rác thải kết hợp sản xuất phân vi sinh tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phú Yên. Hiện dự án này chưa triển khai được do vướng mắc về mặt bằng. Bên cạnh đó, năm 2014, công ty cổ phần môi trường công nghệ Việt đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ đốt quy mô công suất khoảng 150 tấn rác một ngày đêm tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương. Dự án này đã được tỉnh ủy đồng ý chủ trương đầu tư và đang được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục pháp lý trước khi đi vào hoạt động. Để tiếp tục giải quyết vấn đề xử lý rác thải cho các vùng còn lại theo quy hoạch quản lý chất thải rắn đã được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành tiếp tục tổ chức làm việc với các nhà đầu tư và đề xuất xây dựng một nhà máy xử lý rác thải tập trung xong trước tháng 6 năm 2016. Đối với việc hỗ trợ cho các hộ chuyển khu chăn nuôi ra khỏi khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường, để góp phần khuyến khích các hộ di chuyển ra các khu chăn nuôi tập trung và đảm bảo vệ sinh môi trường, năm 2011, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐ-NC, trong đó có cơ chế hỗ trợ công trình xử lý chất thải trong khu chăn nuôi tập trung, với kinh phí không quá 500 triệu đồng một khu, theo tổng dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mặt khác, ngày 22/12/2015, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐ-NC về một số cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Trong đó có nội dung liên quan đến cơ chế hỗ trợ xây dựng hạ tầng các khu chăn nuôi tập trung theo quy hoạch để khuyến khích các hộ di rời ra khỏi khu dân cư tập trung. Trên đây là trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri. Chuyên mục tiếng nói cử tri và đại biểu nhân dân kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn cử tri, đại biểu nhân dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.